Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ba thợ lặn mất tích tại Cà Mau khi đang tìm phế liệu trên sông, ba nạn nhân trong vụ việc trên được xác định đã tử vong. Do sức công phá của vụ nổ quá lớn, vậy nên các nạn nhân đã không còn nguyên vẹn. Những gì tìm được cho đến thời điểm hiện tại chỉ là các phần cơ thể nằm rải rác. Chiều ngày 18 tháng 1, đồng chí Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình những nạn nhân tại khóm Sapo, thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Trong chiều ngày 18 tháng 1, cấp ủy, chính quyền huyện Nam Căn và Ngọc Hiển cũng đã đến thăm, hỗ trợ bước đầu, giúp gia đình những nạn nhân trong vụ mất tích, lo hậu sự cho người thân. Trước đó, theo trình báo của người dân, vào khoảng hơn 9 giờ ngày 17 tháng 1, có 3 người điều khiển vỏ lãi đến lặn mò tìm phế liệu bên bờ sông Cửa Lớn, đoạn chảy qua xã Tân Ân Tây. Không lâu sau, một tiếng nổ lớn phát ra, chiếc vỏ lãi bị vỡ, làm nhiều đoạn, những người tìm kiếm phế liệu cũng không thấy đâu. Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 1, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận nhiều thông tin liên quan đến vụ nổ do người dân địa phương cung cấp. Trong đó có những thông tin đáng chú ý như tủ kính, vật dụng bằng thủy tinh trong nhiều ngôi nhà, cách hiện trường vụ nổ hơn 500 mét bị nứt, vỡ, rơi xuống đất, nền đất bị chấn động rung lắc. Căn cứ vào sức công phá của vụ nổ, nhiều người cho rằng có khả năng đây là bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh, phát nổ do bị tác động sai cách. Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc và xác định những người mất tích gồm Nguyễn Ngọc Tư, sinh năm 1982, Tạ Văn Nhí, sinh năm 1991 và Nguyễn Chí Hiếu, sinh năm 2008, cùng tạm trú tại khóm Sapo, thị trấn Nam Căn. Kiểm tra tại bìa rừng gần nơi xảy ra tiếng nổ lớn, lực lượng chức năng tìm thấy một phần chiếc vỏ lãi là phương tiện di chuyển của nhóm người mất tích. Gần đó là một chiếc bình hơi loại thường dùng cho thợ lặn. Lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm thấy nhiều mẫu vật dính trên cành, nhánh của cây rừng, được cho là một phần cơ thể của các nạn nhân. Trong ngày 18 tháng 1, lực lượng chức năng tiếp tục thu nhặt thêm được một số mẫu vật, được cho là những phần cơ thể của nhóm người mất tích, đồng thời xác định họ đã tử vong. Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, ông Tư mò được quả bom nên kéo về để gần nhà, định cưa ra để bán phế liệu nhưng bị người thân can ngăn. Sau đó, ông Tư cùng Nhí, Hiếu buộc quả bom vào chiếc vỏ lãi, rồi di chuyển sang bìa rừng bên kia bờ sông Cửa Lớn, dùng cưa điện để cưa bom rồi dẫn đến vụ việc đau lòng. Theo các đoạn video được ghi lại từ camera an ninh của nhà dân sống gần hiện trường vụ việc, sau tiếng nổ vang trời, cửa nhà, thậm chí là vôi vữa trên tường cũng vì bị ảnh hưởng mà rơi vỡ. Điều này cho thấy sức công phá của vụ nổ là vô cùng lớn. Theo Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, công tác tuyên truyền về bom đạn, vật liệu nổ được thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua tại Cà Mau. Nhờ tin báo của nhân dân, lực lượng chuyên trách của tỉnh đã tiêu hủy khá nhiều bom, đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trên địa bàn vùng nông thôn của tỉnh vẫn xảy ra tình trạng người dân chậm trình báo, tự ý tác động ngoại lực vào bom đạn, dẫn đến những sự việc đáng tiếc. Đại tá Hùng khuyến cáo, qua đây chúng tôi khuyến cáo người dân địa phương khi phát hiện bom đạn, vật liệu nổ, phải trình báo ngay cho chính quyền địa phương nơi gần nhất để lực lượng chức năng can thiệp kịp thời, tránh tái diễn những sự việc đau lòng tương tự. Ba nạn nhân tử vong trong vụ việc nêu trên là người thân trong cùng gia đình. Họ không có nghề nghiệp ổn định, thuê nhà ở tại khóm Sapo, mưu sinh chủ yếu nhờ đục hầu tìm kiếm phế liệu. Hiện gia đình những người này còn con nhỏ, mẹ già, gia cảnh rất khốn khó, cần thêm trợ lực lâu dài từ chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội. Trước vụ việc đau lòng xảy ra tại Cà Mau, cũng từng có những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra để lại hậu quả vô cùng thảm khốc. Có người may mắn chỉ giữ được tính mạng nhưng phải sống với hình hài không lành lặn cả đời, và có người đã ra đi theo cách không ai mong muốn nhất. Nhắc đến tai nạn do nổ bom, chắc hẳn không ít người sẽ nhớ ngay đến vụ việc đau lòng xảy ra tại Nghệ An vào hồi tháng 4 năm 2023. Đã có 5 người thương vong trong sự cố trên, trong đó có 3 nạn nhân là trẻ em. Vụ nổ nói trên xảy ra vào khoảng 16 giờ 18 phút cùng ngày tại gara ô tô Lê Hiển, xóm 12, xã Quỳnh Tân. Thời điểm trên, người dân xóm 12 nghe một tiếng nổ lớn. Khi nhiều người chạy đến hiện trường thì phát hiện chủ gara ô tô tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Một người hàng xóm chia sẻ, anh Hiển làm nghề sửa chữa ô tô đã lâu, sống rất hiền lành tử tế. Bà con chúng tôi vô cùng xót xa khi sự việc xảy ra quá bất ngờ. Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Đăng Xê, sinh năm 1976, trú xã Quỳnh Tân kể lại.
Sau khi nghe một tiếng nổ rất lớn, anh nhanh chóng chạy đến hiện trường. Nhìn cảnh tượng thật khủng khiếp, các nạn nhân nằm la liệt, nhiều mảnh vỡ tung tóe bay khắp nơi. Chủ gara nằm trong cùng, tử vong không còn nguyên vẹn. Nạn nhân Nhật nằm sát ngoài đường, bị thương rất nặng và sau đó cũng đã tử vong. Các cháu nhỏ thì lóp ngóp ở phía gần đường, có người kêu cứu trong đau đớn. Khi đó người dân nhanh chóng chạy đến khóa bình oxy, bình ga vẫn còn đang nguyên vẹn. Điều đáng nói là trong 4 nạn nhân bị thương nặng, có 3 trẻ nhỏ đều là anh em ruột trong một gia đình. 3 cháu này là con của vợ chồng anh Hồ Trọng Nhâm và chị Lê Thị Hòa, chú tại xóm 12 xã Quỳnh Tân. Lúc gặp nạn, 3 cháu gồm Hồ Thị Khánh V, sinh năm 2015, Hồ Trọng N, sinh năm 2009 và Hồ Trọng Anh Đê, sinh năm 2013, đi xe đạp qua đường. Sau khi xảy ra sự việc, 2 cháu V và D được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cháu N được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành ở huyện Quỳnh Lưu. Thêm một vụ việc khác xảy ra tại Bạc Liêu vào hồi đầu năm 2023. Ngày 28 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại ấp Chất Đốt đã xảy ra vụ nổ khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Hồ Thanh Long, sinh năm 1986, trú tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà nạn nhân, khi mọi người chạy đến thì phát hiện một người đã tử vong, cơ thể không còn nguyên vẹn nên trình báo cơ quan chức năng. Người nhà cho biết sáng nay anh Long mang về nhà một vật thể lạ bằng kim loại rồi cưa đục và gây nổ. Tại hiện trường cho thấy vụ nổ có sức công phá rất lớn, tại vị trí nổ tạo một lỗ to trên nền đất. Các mảnh của vật thể lạ làm thùng nhiều lỗ lớn trên tường nhà và làm vỡ kính 2 cửa sổ. Các vách tôn nhà kho bị hư hỏng nặng. Ông Nguyễn Văn Cẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hưng A cho biết, kết quả điều tra xác định vụ nổ xuất phát từ trái đạn cối 60mm, trọng lượng 1,33kg, bán kính gây sát thương lên đến 10m. Thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ anh Long ở nhà sau nên thoát nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hưng A cũng cho biết, gia đình anh Long trước đây thuộc diện khó khăn, được chính quyền xã quan tâm hỗ trợ. Được biết, vào mùa lúa, anh Long có máy cày một lưỡi, máy nhỏ để cày thuê cho người dân xung quanh. Còn lúc nông nhàn, anh làm nghề hàn, tiện các nông cụ cho bà con. Vẫn biết nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng phía trên cũng chỉ bắt nguồn từ 2 chữ mưu sinh. Thế nhưng cuộc sống, công việc mà họ chọn lại không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa đến tính mạng của cả những người xung quanh. Chưa biết món lợi nhuận được to đến chừng nào, nhưng hậu quả mà mọi người nhìn thấy thì hẳn không hề nhỏ. Rất mong chính quyền địa phương sẽ vào cuộc tuyên truyền giáo dục, có định hướng công việc cho những người dân vẫn còn đang bám trụ nghề cưa bom đạn để kiếm kế sinh nhai. Ngăn cấm triệt để các công việc tương tự để bảo đảm an toàn cho người dân. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.